Chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh của Trần Trọng Phạm ngày hôm nay. Em Yến lại tiếp tục chia sẻ với cả nhà một cái loại giống hồng giòn. Rất là kinh tế ạ. Đây là một cái giống hồng giòn rất là kinh tế. Các bác nhìn thấy cái đặc điểm của lá hồng giòn này, nó hơi dài. Lá nó dài hơn so với giống hồng Nhật mà em đang bán. Bác nào mà ăn hồng Hòa Bình ấy, hồng giòn Hòa Bình mà quả to bằng cái cốc uống nước ấy mà phần đầu núm và đít của nó bằng ấy, thì chắc là các bác biết cái hồng đấy đúng không ạ? Ngày hôm nay em giới thiệu với cả nhà, đây là giống hồng giòn Bảo Hà. Giống hồng giòn Bảo Hà nha các bác nhé. Một trong những giống hồng cực kỳ kinh tế, cực kỳ ngon, cực kỳ kinh tế và rất là sai quả. Nói đến thị trường hồng giòn, phải nói là ở Việt Nam mình cái thị trường quả, cây ăn quả nó khá là phong phú. Nếu xét về mọi khía cạnh, em thấy ở nhiều nước trên thế giới này không có nhiều loại hoa quả ngon và thuộc về đặc sản như Việt Nam đâu. Cái này em chắc chắn luôn các bác ạ. Nguyên về hồng giòn nhá, có hồng giòn Lạng Sơn này, có hồng giòn Bảo Hà này, có hồng của Lâm Đồng này, có hồng Nhân Hậu này, có hồng Nhật Bản này, có hồng của Bắc Cạn này. Đấy, sơ sơ em đọc ra các bác đã thấy đến 5-6 loại hồng đúng không ạ? 5-6 loại hồng giòn rồi. Và loại nào cũng có những cái đặc điểm riêng và có những cái ngon khác nhau mà chúng ta không thể lý giải được. Chúng ta cũng không thể nói được là loại nào nó sẽ ngon hơn loại nào nó sẽ tốt hơn loại nào, đúng không ạ? Em chỉ biết là tùy theo tỉnh thành, khi chúng ta trồng và chúng ta đưa nó vào với mục đích làm kinh tế thì nó đều là những cái dòng cây phát triển rất là tốt. Từ xưa đến nay cây hồng thì em chưa thấy ở tỉnh nào mà trồng mà nó ế hay là nó rẻ cả, mà giá thành của nó gần như mọi người bán rất là được giá. Cái hồng Bảo Hà này là một trong cái giống hồng mà lá nó dài dài, cái trên phần mặt lá nó cũng có một cái lớp lông mịn mịn, sờ vào nó cũng có lớp lông mịn mịn. Và đặc biệt đây là cái giống hồng mà nó rất là khỏe. So với hồng Nhật thì hồng Bảo Hà này thân nó khỏe, cây nó khỏe hơn. Mức độ chịu nhiệt, chịu sâu bệnh của nó khá là tốt luôn. Cái lô hồng này em đang chia sẻ cho cả nhà, đường kính dưới gốc của nó bằng cái đầu đũa to, từ đầu đũa nhỏ đến đầu đũa to. Tổng chiều cao cây là 5-60 phân và mắt ghép đã khá ổn định. Về từ mắt ghép lên đến đầu của mắt ghép trên nó sẽ rơi vào từ dao động từ 3 đến 40 phân. Cây hồng thì từ xưa đến nay nó không phải là cây gỗ, cái cây ghép của nó không phải như cây mít hay cây bưởi, mà bản thân của cái cây hồng này khi ghép thì khi nó ra những cái lọc hai thì thường thì cái thân và tán của nó, cành của nó thường thì nó hơi gọi là nó không theo một cái chiều hướng nào cả, nghiêng ngả, dạng như nghiêng ngả lả lướt ấy. Đấy, thế nhưng mà được cái là khi chúng ta trồng định hình nó và chăm sóc nó thì cây lớn rất là nhanh, rất là khỏe. Đây là một trong những giống cây mà em cảm thấy là mọi người có thể đưa vào làm kinh tế rất là tốt luôn. Nó cũng vì cái mức độ chịu sâu bệnh rất là tốt, cái mức độ khỏe của cây, mức độ chịu sâu bệnh tốt, nên em khẳng định với mọi người là mọi người đưa cái dòng cây này vào trồng làm kinh tế thì khá là phát triển. Cái hồng bảo, cái loại hồng 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 giòn của Bảo Hà này thì nó có một cái ưu điểm là vào cái vụ mùa thu hoạch của nó, các bác có thể để được một cái thời gian rất là dài, chứ nó không ngắn, thời gian của nó không ngắn, chúng ta để được lâu và bảo quản được, kiểu như bảo quản trong quá trình di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh kia hoặc trong quá trình bán mà không phải ướp một loại thuốc gì. Riêng giống hồng này không phải ướp một cái loại thuốc gì cả, các bác cứ yên tâm trồng và thu hoạch bán bình thường thôi. Đây là một trong những cái giống hồng rất là kinh tế mà chúng ta nên đưa vào, theo em nghĩ thì nên đưa vào để bán, để làm kinh tế, trồng và đưa ra thị trường, tung ra thị trường. Vì ở Việt Nam cũng như em chia sẻ, cái thị trường hoa quả của Việt Nam cực kỳ là phong phú, cực kỳ là đa dạng. Nếu chúng ta đi đúng, nếu chúng ta đi chuẩn, tùy theo từng vùng miền để đặt cái cây gì cho nó hợp lý, thì đấy là một cái điều, một cái thành công mà chúng ta, em nghĩ là nó ngoài sự mong đợi của mỗi người.
Các bác có thể về Hòa Bình, về nhiều huyện của Hòa Bình. Các bác có thể thăm những cái vườn hồng này. Rất là sai, vào vụ của nó rất là sai. Và chúng ta sẽ trồng ở ngưỡng là tầm khoảng 4 mét một cây đối với cây hồng giòn này. 4 mét một cây và định hình cho cây nó lớn, cho nó khỏe bình thường. Sau đó các bác mới vun gốc chặn tưới thôi. Bởi vì bản chất của cái cây hồng giòn này nó là một cái dòng cây rất là dễ. Cây nào mà em Yến thấy nó cái mức độ chăm sóc phun thuốc nhiều thì em Yến sẽ tư vấn cho cả nhà về mức độ chăm sóc. Còn nếu như mà nó xảy ra cái mức độ mà kiểu cây dạng nó thuộc về cây yếu mà chúng ta phải chăm sóc nó vất vả thì chúng ta chỉ nên trồng một cái số lượng nào đấy thôi. Tuy nhiên đây là hồng hay là xoài hay là hồng xiêm hay là nhãn, là vải, là mít, là na thì đấy là một những trong những cái dòng cây rất là dễ trồng mà chúng ta có thể lựa chọn vào dòng cây kinh tế. Ở đây em muốn tư vấn, em muốn khuyên để mọi người có thể đi vào những cái dòng cây mà nó sau này chúng ta có thể lấy được những cái thương hiệu về sau này. Nếu về nói về cái diện tích đất canh tác của Việt Nam chúng ta thì cái mức độ phủ xanh đồi bằng những cái dòng cây ăn quả lâu năm thì nó chưa đáng bao nhiêu cả. Một số cái tỉnh thành em đã tham quan, đã đi rồi thì mức độ đồi rừng đất nó còn đang bỏ trống rất là nhiều. Mọi người chỉ trồng keo với một số những cái cây mà nó không thuộc về dòng kinh tế lâu bền. Nên chúng ta có thể lưu ý để chúng ta lựa chọn làm sao mà được những cái sang những cái dòng cây mà nó rất là kinh tế. Bản thân em đã thăm thố những cái dòng hồng này ở nhiều tỉnh thành, em thấy nó không kén thời tiết, không kén khí hậu, nên tại sao chúng ta không đưa nó vào để phát triển kinh tế. Kể cả các bác bán ở ngưỡng 15.000 đồng một cân thì ở thị trường thì vẫn cứ là thắng, đúng không ạ? Giá quả 15.000 đồng, 20.000 đồng vẫn là thắng. Vì một cái cân quả hồng này thì nó không quá nhiều, một cân nó chỉ 4 quả, 5 quả thôi. Mà các bác biết là cái dòng hồng này nó cực kỳ sai, đúng không ạ? Chăm sóc thì rất là đơn giản. Cây hồng thì các bác chăm sóc rồi rất là đơn giản. Ngày xưa tuổi thơ của em ấy, ở Hòa Bình ấy, bố em cũng trồng những cái dòng cây hồng này, hay là trồng những cái nhãn, những vải thiều ở vườn. Phải nói là đất Hòa Bình rất là hợp với những cái dòng cây thuộc dạng như vậy. Có thể là na, có thể là bưởi. Khó như bưởi mà trồng Hòa Bình còn phát triển được cam với bưởi, cam Cao Phong đấy, các bác biết rồi đấy. Thế thì ngày hôm nay em giới thiệu với cả nhà đây chính là giống hồng Bảo Lộc. Đây là giống hồng Bảo Hà. Đây là một trong những cái giống hồng mà rất là kinh tế, khá là kinh tế, để mọi người có thể lựa chọn để đưa vào làm kinh tế các bác nhé. Và video ngày hôm nay em giới thiệu về cây giống hồng của Bảo Hà rất là nổi tiếng. Cây khá là đẹp, đang có sẵn ở trong vườn. Các bác có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại của em để em chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể trồng và phát triển cái dòng cây này. Em xin được dừng video tại đây. Em chào tất cả mọi người nhé.